Kính chào quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, có phần quan trọng trong thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước. Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn, thay mặt những người thực hiện tạp chí Bảo hiểm xã hội và Cuộc sống, kính chúc quý vị và các bạn, những người làm công tác bảo hiểm xã hội, năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tạp chí Bảo hiểm xã hội và Cuộc sống đầu xuân Giáp Thìn 2024 có những nội dung chính sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục khó khăn thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, vươn lên, đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác. Mở đầu tạp chí hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại 10 kết quả nổi bật trong năm 2023 của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. 1. Hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc mạnh mẽ với sự nghiệp an sinh xã hội. 100% các xã, huyện và tỉnh trên toàn quốc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 60 trên 63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 22 trên 63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 62 trên 63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế. 2. Tăng diện bao phủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2023, cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trên 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,35%. 3. Số người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn, song hành với đảm bảo quyền lợi người tham gia. 4. Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất được quản lý sử dụng đúng mục đích, an toàn, bền vững, công khai, minh bạch. 5. Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, bắt kịp xu hướng hiện đại, tạo sự lan tỏa sâu rộng để người dân biết đến chính sách. Năm 2023 đã có 24.300 sổ bảo hiểm xã hội và 250.000 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. 6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai đề án 06. Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tương ứng 12.851.000 cơ sở trên toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 55 triệu lượt người sử dụng. 7. Năm 2023 giảm sâu tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu, là tỷ lệ thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây, giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69%. 8. Gỡ khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 9. Khoảng 35 triệu người sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. 10. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được triển khai chủ động, linh hoạt và có nhiều đổi mới, tăng cường các hoạt động cả đa phương và song phương. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, nhất là với người có công với cách mạng, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu, người dân ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã nông thôn mới. Đây được xem là những chính sách mới trong mùa xuân mới này đã mang đến nhiều niềm vui lớn cho người dân. Từ sau đại dịch COVID-19, mùa xuân này với bà Châm Mai Lé Thị Mắc, 67 tuổi, ở thôn Ấn Đạt, xã Lệ Hải, huyện Thuận Bắc, là một mùa xuân rất vui. Vì bà vừa được nhà nước hỗ trợ bò để phát triển kinh tế, vừa được tặng thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75 của Chính phủ. Có thẻ bảo hiểm là rất cũng mừng, rồi đỡ mẹ đau bệnh rồi mừng có tiền á rồi mừng lắm, không giờ có ấy rồi đi nhờ ấy thôi, giờ đi xin hành mấy hôm đó thì có, bây giờ không có, bây giờ có lại thì mừng lắm. Nghị định 75 là hiện nay là
là bà con được cái hiền lợi của bảo hiểm là rất là tốt đối với bà con là cả nghèo và nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Với bà Dẫn ở thôn Phước Nhân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải cũng vậy. Sau 2 năm không mua được bảo hiểm y tế, năm nay bà cũng thuộc diện được hỗ trợ 75% số tiền mua bảo hiểm y tế, nên bà chỉ đóng chưa đến 200.000 đồng để mua bảo hiểm y tế trong một năm. Nghe tin như vậy là phụ nữ đi từng thôn một alo, bắt đầu chúng tôi đi mua bảo hiểm. Và nhờ bảo hiểm đó là coi như là dân tộc người Chăm nè, với lại sau hậu Covid này kinh tế khó khăn, coi như bà con đón nhận rất là mừng. Theo Nghị định số 75 năm 2023 của Chính phủ, đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục hỗ trợ thêm kinh phí mua bảo hiểm y tế để các hộ sau khi thoát nghèo có thể tích lũy và đủ điều kiện kinh tế tự tham gia bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững, đồng thời giúp các địa phương xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Tiếp nhận cái nghị định 75 của Chính phủ rất là vui mừng, hưởng ứng nhiệt tình, bà con thì hưởng ứng rất là tích cực. Thì đến nay thì cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm tự nguyện của 4 thôn người Chăm cơ bản là đạt trên 90%. Địa phương đang tập trung phối hợp với bảo hiểm xã hội này, rồi các ban ngành mặt trận đoàn thể hiện nay đang tăng cường tuyên truyền ở tại các cái thôn đó để bà con nhận thức thêm cái việc mà chính sách nhà nước hỗ trợ đến người đồng bào dân tộc thiểu số, để rồi bà con là tích cực tham gia để rồi được cái quyền lợi. Một chính sách mới lần đầu tiên được triển khai theo Nghị định số 75 cũng mang niềm vui đến cho người dân ở các xã an toàn khu, vùng an toàn, khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ khi được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Thời thanh xuân tham gia kháng chiến, giờ đây ở tuổi 70 được nhà nước tặng thẻ bảo hiểm y tế, bà Dem rất xúc động. Đất nước chưa giàu, tỉnh cũng còn khó khăn, nhưng việc quan tâm đến người dân ở xã an toàn khu, vùng an toàn khu đã thể hiện đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trước kia đâu có bảo hiểm đâu. Có bảo hiểm thì mình đi bệnh viện thì khỏi tiền, chế tiền ăn. Cái nghị định 75 này á, thì nó hỗ trợ tới 70% và bà con chỉ đóng có 30%. Và hiện nay thì cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là đã là trong vòng 2 tháng thì bà con đã tham gia trên 1.000 thẻ. Không chỉ bổ sung đối tượng được hỗ trợ mà Nghị định số 75 của Chính phủ còn nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng. Đối với huyện Thuận Bắc, trong dịp Tết Nguyên đán này đã có trên 5.000 người dân được tặng thẻ và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Cái Nghị định 75 đem lại những kết quả quan trọng là giúp cho người dân được thực hiện được cái chính sách an sinh xã hội trong năm 2014, đạt được cái chỉ tiêu nhiệm vụ của huyện đề ra là góp phần ổn định kinh tế xã hội cho bà con. Chính sách mới từ Nghị định số 75 còn thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ chế thanh toán theo thực tế, các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành đã tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh, bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn đúng quy định. Nghị định 75 của Chính phủ ra đời là rất là đúng lúc và kịp thời để tháo gỡ những khó khăn trong cái thanh toán bảo hiểm y tế. Hồi trước là theo cái tổng mức thanh toán bảo hiểm, bữa nay thì không còn cái giới hạn đó nữa. Tham gia khám chữa bệnh tại đây á, thì được thanh toán theo tất cả cái mục mà người ta đề nghị. Năm 2023, toàn tỉnh có 567.219 trên 566.603 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100,11% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,74% dân số toàn tỉnh, vượt 0,19% theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Còn với nhiều chính sách góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành cứu cánh cho nhiều người. Và Nghị định số 75 năm 2023 của Chính phủ sẽ góp phần tăng diện bao phủ tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng quyền lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế và tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 cũng là năm vượt khó của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận, khi toàn ngành đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên các lĩnh vực hoạt động của ngành để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024, biên tập viên tạp chí Bảo hiểm xã hội và Cuộc sống có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Trước tiên cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn. Nhân dịp xuân mới, chúc ông và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa ông, năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành những chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Vậy thì những kết quả nổi bật đó là gì ạ? Những kết quả nổi bật Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận trong năm 2023 đạt được đó là đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ Bảo hiểm Việt Nam về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94,74%, vượt 0,19% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thứ hai là quyền lợi của người tham gia thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Thứ ba là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu là phục vụ tổ chức, đơn vị, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tốt hơn. Những kết quả đạt được của đơn vị đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2023. Vậy thì năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những giải pháp đột phá gì để hoàn thành nhiệm vụ được giao thưa ông? Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. Từ đó xây dựng cái kế hoạch, chương trình, kịch bản để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Thứ hai là tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc cùng với ngành để thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh đổi mới công tác truyền thông chính sách và lan tỏa hơn nữa cái tính nhân văn, tính nhân ái của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cộng đồng, đặc biệt là thông qua các hoạt động kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt cái phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Để công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong năm 2024 đạt được nhiều kết quả, vậy thì theo ông đâu là giải pháp? Thì trên cơ sở các quy chế ký kết và các chương trình đã phối hợp thì cụ thể hóa để thực hiện cho tốt hơn, đồng thời thường xuyên đánh giá cái kết quả phối hợp, kịp thời phối hợp hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao cái chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đối với công tác bảo hiểm xã hội. Thứ hai là đa dạng cái hình thức phối hợp và thường xuyên cung cấp thông tin và tổ chức cái hội nghị, rồi bồi dưỡng nghiệp vụ, rồi hội nghị truyền thông, tư vấn, cuộc thi tìm hiểu chính sách đến các hội viên, đoàn viên của các tổ chức. Thứ ba nữa là phát huy cái vai trò uy tín của người đứng đầu các tổ chức, các hội đoàn thể, và để huy động hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động tuyên truyền và xây dựng các mô hình, tổ nhóm và quyên góp giúp đỡ hội viên, người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Nhân dịp năm mới, kính chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và chúc cho ngành bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Bảo hiểm xã hội và cuộc sống mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.